quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Một quan chức nói với hãng tin Bloomberg rằng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một danh sách mong muốn có thể dự đoán được. Ít nhất, một quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine đang kêu gọi tham gia vào hoạt động ngoại giao với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bloomberg đã trích dẫn một số nguồn tin đưa hôm 24 tháng 9 theo giờ Mỹ. Theo tờ báo này, một số quan chức tỏ ra nghi ngờ về kế hoạch chiến thắng của nhà lãnh đạo Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Bài viết cho hay, các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow có thể diễn ra trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo G20 ở Brazil vào giữa tháng 11 năm nay và sẽ được tiến hành bởi ông Zelensky hoặc các bên khác. Ông Zelensky hiện đang có chuyến thăm Mỹ, nơi ông đưa ra một lộ trình nhằm giải quyết xung đột. Lộ trình này vốn bị Moscow từ lâu coi là phi thực tế, do đổi tên thành kế hoạch chiến thắng. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông dự định tiết lộ nội dung của nó cho Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tuần này, vì sự hỗ trợ của Washington là chìa khóa thành công của kế hoạch. Tuy nhiên, Bloomberg lại trích dẫn các nguồn tin cho biết đề xuất này không mang lại bất ngờ thực sự nào và sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc xung đột. Một quan chức mô tả nó như một danh sách mong muốn hơn là một kế hoạch hành động. Kiev đã bác bỏ các cuộc đàm phán với Nga và bác bỏ mọi khả năng thỏa hiệp. Các quan chức Ukraine cho rằng, bằng cách leo thang xung đột, họ có thể buộc Moscow phải đồng ý hòa bình theo các điều kiện của Kiev. Andrei Yermak, chánh văn phòng quyền lực của ông Zelensky, hôm đầu tuần này đã nhắc lại lời kêu gọi những bên ủng hộ phương Tây không nên lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra từ chiến lược này. Ngoài ra, chính phủ Ukraine muốn được phép sử dụng vũ khí do phương Tây tài trợ để tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ bước đi nào như vậy là hành động xung đột trực tiếp với NATO và sẽ đáp trả tương xứng. Theo các báo cáo, Ukraine cũng mong muốn có những đảm bảo an ninh kiểu NATO và con đường gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu ngắn hơn, cũng như hỗ trợ tài chính dài hạn mà chính quyền tương lai của Washington sẽ không thể thu hồi. Moscow coi cuộc xung đột Ukraine là cuộc xung đột ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, điều mà phương Tây sẵn sàng tiến hành cho đến người Ukraine cuối cùng. Các quan chức Nga cho biết rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra một mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước của họ và phải được ngăn chặn bằng mọi biện pháp cần thiết. Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ có nguy cơ mắc kẹt trong cuộc xung đột kéo dài vĩnh viễn. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ cần phải có một chiến lược rút lui rõ ràng khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng cả nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại Joe Biden và đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris đều không có bất kỳ kế hoạch nào như vậy. Ông Biden và bà Kamala Harris đã đưa chúng ta vào cuộc xung đột ở Ukraine và giờ họ không thể đưa chúng ta ra ngoài. Ông Trump nói với đám đông những người ủng hộ ở Savannah, Georgia hôm 24 tháng 9, nhắc lại lời hứa chấm dứt xung đột ngay khi ông tái đắc cử. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 56 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự trực tiếp kể từ tháng 2 năm 2022. Vào tháng 4 năm nay, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev sau nhiều tháng bị một số đảng viên Đảng Cộng hòa phản đối. Các quan chức Ukraine lo ngại rằng ông Trump có thể cắt nguồn viện trợ quân sự ổn định của Mỹ. Thị trấn Ugleda, hay còn gọi là Vuleda, đang đứng trên bờ vực thất thủ trước đà tiến công ác liệt của Nga tại miền đông Ukraine. Nếu Ukraine thất thủ, điều này sẽ tạo thêm sự thuận lợi cho cuộc tấn công của Nga nhằm vào thị trấn Tenchuk Pokrovsk. Ukraine khó cản bước được quân đội Nga đánh chiếm Ukraine. Nằm ở tỉnh Donetsk, thị trấn nhỏ Ukraine có dân số trước xung đột là 14.000 người. Nơi đây nhanh chóng trở thành một pháo đài cho lữ đoàn cơ giới số 72 của quân đội Ukraine đồn trú. Thị trấn pháo đài Ukraine đã trụ vững trong một thời gian trước cuộc xung đột dữ dội của quân đội Nga. Nhưng nay, pháo đài đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2024, quân đội Nga oanh tạc và tấn công ồ ạt thị trấn này. Khác với các cuộc tiến công trước đây, lần này khả năng Nga sẽ giành được thắng lợi quyết định. Một nhà phân tích quân sự thuộc nhóm phân tích Ukraine mang tên Frontalligence Insight, tạm dịch là phân tích sâu về tình báo mặt trận, viết rằng rõ ràng tình hình Ukraine đang rất nghiêm trọng. Chúng ta có khả năng sẽ phải chứng kiến những giai đoạn cuối cùng trong quá trình phòng thủ của thị trấn này. Nhà phân tích bổ sung, tôi chỉ có thể hy vọng rằng các chỉ huy sẽ đưa ra những mệnh lệnh đúng đắn,
ưu tiên đảm bảo sinh mạng của quân nhân thay vì cố giữ đất. Có nhiều dấu hiệu chứng minh các nhận định này, dường như quân đội Nga đã uy hiếp các sườn của thị trấn trong cả tuần. Trước tình thế đó, lữ đoàn cơ giới số 72 với quân số là 2.000 người, được trang bị cả xe tăng T-64, xe chiến đấu BMP-2 và lựu pháo M-109, bắt đầu lặng lẽ rút lui về những vị trí dễ hơn để phòng thủ. Nhà phân tích thông tin tình báo nguồn mở Andriy Perpetua đã nhận xét: "Tôi có ấn tượng là Ukraine rút quân dần dần để dâng khu vực này cho Nga. Thị trấn Ukuleda quan trọng ở chỗ nó là giao lộ giữa mặt trận phía Nam và mặt trận phía Đông. Tuy nhiên, Bohoyavlenka có tiềm năng là căn cứ dự phòng khi lữ đoàn cơ giới 72 rút lui." Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở tại Washington kết luận, việc Nga có tiềm năng chiếm được Ukuleda ít khả năng sẽ thay đổi căn bản tiến trình tiến công của quân đội Nga ở phía tây của tỉnh Donetsk. Vì sao Ukuleda lại thất thủ sau khi trụ vững một thời gian dài? Câu trả lời khá rõ ràng. Mặc dù lực lượng Nga bị căng mỏng trên tiền tuyến 1.000 km của cả xung đột rộng lớn giữa đôi bên, lực lượng Ukraine thậm chí còn bị căng mỏng hơn nữa. Thế trận phòng ngự của Ukraine ở miền đông đã suy yếu sẵn từ trước khi Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ra lệnh điều động một số lữ đoàn từ khu vực này vượt biên đánh vào tỉnh Kherson của Nga vào tháng 8 vừa qua. Trong lúc này, đa phần dân cư tại thị trấn Pokrovsk, Donetsk đã di tản gần hết. Những con phố của thị trấn đã trở nên trống hơn giữa lúc tiếng đạn pháo từ xa dội lại. Chính quyền thị trấn này đã áp lệnh giới nghiêm từ 3 giờ đến 11 giờ trưa do lo ngại hoạt động pháo kích của Nga. Hiện vẫn còn một số bộ phận cư dân thị trấn Pokrovsk cố gắng ở lại. Những người dân tiếp tục bám trụ thị trấn Pokrovsk với nhiều lý do. Một số do quá gắn bó với nhà cửa và công việc tại đây. Số khác thì chán nản, thất vọng về những trải nghiệm thay đổi chỗ ở khi đi lánh nạn trước đây. Và đáng lưu ý, có những người dân lặng lẽ lựa chọn ở lại để chờ binh lính Nga tới đây. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Zelensky sa thải đại sứ Ukraine tại Washington Oksana Makarova với cáo buộc bà can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. "Tôi yêu cầu ngài ngay lập tức sa thải đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Makarova", ông Johnson viết trong một lá thư gửi ông Zelensky vào ngày 25 tháng 9. Lưu ý rằng bà là người đã tổ chức sự kiện ở Pennsylvania. Cơ sở này nằm trong một tiểu bang chiến trường chính trị, được lãnh đạo bởi người đại diện chính trị hàng đầu cho Kamala Harris và không có một đảng viên Đảng Cộng Hòa nào được mời, vì cố ý không có đảng viên Cộng Hòa nào được mời. Ông Johnson viết, "Chuyến tham quan rõ ràng là một sự kiện vận động tranh cử theo đảng phái được thiết kế để giúp Đảng Dân Chủ, rõ ràng là sự can thiệp vào cuộc bầu cử." Đảng viên Đảng Cộng Hòa Louisiana cho biết rằng đảng của ông đã mất niềm tin vào khả năng phục vụ của bà Makarova tại Mỹ và rằng bà nên bị cách chức ngay lập tức. Trong khi cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đều ủng hộ Ukraine chống lại Nga, ông Johnson viết, "Mối quan hệ của chúng ta đang bị thử thách không cần thiết và bị hoen ố không cần thiết khi ông Zelensky và những người khác ở Kiev nói xấu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trên phương tiện truyền thông. Những sự cố này không thể lặp lại", ông Johnson viết, đồng thời thúc giục ông Zelensky hành động ngay lập tức. Bức thư của Chủ tịch Hạ viện được đưa ra khi một số nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa kêu gọi Quốc hội điều tra chuyến thăm của ông Zelensky, cáo buộc Đảng Dân Chủ sử dụng tài sản quân sự, cụ thể là máy bay được sử dụng để đưa nhà lãnh đạo Ukraine đến Pennsylvania, để hỗ trợ không phù hợp cho bà Harris trong chiến dịch tranh cử tổng thống của bà. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New Yorker được công bố vào Chủ nhật, ông Zelensky tuyên bố ông Trump thực sự không biết cách ngăn chặn xung đột, trong khi ông mô tả ông Vance, người được ông Trump chọn làm phó tướng, là quá cực đoan và đề xuất của ông về lệnh ngừng bắn là một ý tưởng tồi tệ. Đầu tháng này, ông Vance đã phác thảo một đề xuất, theo đó tiền tuyến hiện tại sẽ trở thành khu vực phi quân sự được tăng cường nghiêm ngặt. Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO và Kiev sẽ nhận được tiền tái thiết từ EU. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine thu hồi toàn bộ lãnh thổ mà họ đã tuyên bố chủ quyền, bao gồm Crimea và 4 khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga. Moscow cho biết tình trạng của họ là không thể thương lượng, trong khi bác bỏ đề xuất của ông Zelensky là vô lý và xa vời thực tế. Chuyên gia người Anh Alexander McCreary đã cho biết trên YouTube rằng Tổng thống Ukraine Zelensky
nên lo lắng về mức độ hỗ trợ ngày càng giảm từ các đồng minh phương Tây. Ông nói, ông Zelensky có lý do để lo lắng vì ông ấy chắc chắn nhận được sự ủng hộ ở châu Âu đang suy yếu và tất nhiên ông ấy cũng phải lo lắng về những gì sắp xảy ra ở Mỹ. Theo vị chuyên gia này, Ukraine đang thua trên chiến trường. Đồng thời, Tổng thống Zelensky đang đưa ra kế hoạch chiến thắng của riêng mình, điều mà ông biết rằng các nước phương Tây sẽ không chấp nhận, ông Mekiris kết luận. Khi xung đột vũ trang Nga-Ukraine bước vào giai đoạn quyết định, Ukraine hối thúc phương Tây viện trợ thêm vũ khí cũng như cấp phép cho họ tập kích tầm xa bằng vũ khí phương Tây vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, câu chuyện gỡ rào vũ khí cho Ukraine đang gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ phương Tây, nội bộ Mỹ cũng như giữa Ukraine và Mỹ. Tại thủ đô Washington, đang diễn ra tranh cãi nóng về dỡ bỏ hạn chế đối với cách thức Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để đánh vào bên trong lãnh thổ Nga. Việc Mỹ tiếp tục từ chối nới lỏng hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để đánh sâu vào lãnh thổ Nga đã tạo ra hố sâu ngăn cách giữa Mỹ và Ukraine. Kiev bực bội về hiệu quả kém trong cản bước tiến của quân đội Nga, còn Washington lại lo ngại khả năng Moscow đáp trả họ một cách mãnh liệt. Dự kiến trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Biden tại Washington trong tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ một lần nữa đề nghị được sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp cùng những loại đạn dược tầm xa khác để tấn công vào sân bay chiến lược của Nga nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Mỹ không hài lòng với Ukraine vì cho rằng Kiev không hiểu cách tiếp cận thận trọng của Washington, trong khi Washington cung cấp cho Kiev nhiều viện trợ quân sự hơn bất cứ đâu. Ukraine tỏ ra sốt ruột trước tình hình trên. Roman Kostenko, thư ký Ủy ban Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho rằng Nga có nhiều đồng minh chất lượng hơn so với Ukraine. Theo Ukraine, Nga đang nhận được nguồn cung vũ khí, đạn dược ổn định của cả Iran và Triều Tiên. Nga đang sử dụng bom lượn, loại bom trọng trường được gắn thêm một bộ dẫn đường để tàn phá phòng tuyến Ukraine một cách hiệu quả, trong khi Ukraine gần như không có cách chống đỡ. Nhưng giới chức của Mỹ lập luận rằng một số lượng tên lửa ATACMS của họ ở mức độ hạn chế có thể bị cạn kiệt nhanh nếu Ukraine sử dụng. Hơn nữa, theo họ, tên lửa này cũng khó lòng xoay chuyển cục diện chiến trường. Giới chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết, họ chưa thấy lập luận thuyết phục nào từ phía giới lãnh đạo Ukraine chứng minh được dùng tên lửa tầm xa đánh sâu vào lãnh thổ Nga sẽ tạo ra một đột biến hành trình của quân đội Ukraine tới chiến thắng. Theo họ, dùng tên lửa ATACMS để tập kích Crimea, bán đảo mà Mỹ và Ukraine vẫn coi là thuộc chủ quyền của Ukraine, còn hữu ích hơn vì điều này đã buộc Nga phải rút bớt lực lượng khỏi đó. Trong lúc Mỹ thận trọng thì giới chức quân sự và các nhà ngoại giao châu Âu nhấn mạnh rằng họ phủ nhận việc tập kích tầm xa vào Nga thu được ít tác dụng. Từ đó họ chỉ trích chính sách từ chối gỡ rào cản, hạn chế vũ khí phương Tây tại Ukraine. Một số nước đối tác của Mỹ tại châu Âu cũng đã công khai rằng họ ủng hộ trao quyền tấn công xuyên biên giới cho Ukraine. Do chần chừ từ phía Mỹ, Ngoại trưởng Anh David Lammy đã hạ thấp kỳ vọng về khả năng các đồng minh Ukraine đưa ra một quyết định nhanh chóng nhằm cho phép Ukraine phóng tên lửa tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tư tưởng thận trọng đang thắng thế tại Mỹ, nhưng thế không có nghĩa là không có những luồng tư tưởng trái ngược. Nội bộ Mỹ vẫn có sự chia rẽ không nhỏ trong vấn đề này. Sự khác biệt đó xuất hiện giữa khối hành pháp và khối lập pháp của Mỹ, cũng như trong bản thân chính quyền Tổng thống Biden, giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Về phần mình, người Ukraine lạc quan rằng dù Mỹ hay từ chối yêu cầu của họ về vũ khí, chẳng hạn như xe tăng hiện đại, chiến đấu cơ và tên lửa tầm xa, nhưng cuối cùng Mỹ vẫn nhượng bộ. Tuy nhiên, trong lúc Ukraine và Mỹ chưa đạt được sự thống nhất, người Nga lại có được thời gian quý báu để chuẩn bị phương án đối phó với những thứ vũ khí của phương Tây đã có mặt trên chiến trường và khai hỏa.